chương trình 24 giờ chuyển động. Trong chương trình 24 giờ chuyển động hôm nay, phát hiện lượng lớn động vật quý hiếm ngụy trang trong ô tô chở chuối. Tiểu mục nóng trên mặt báo với góc nhìn về vụ việc khẩu phần ăn bị bớt xén của học sinh bán trú ở Lào Cai. Khai mạc chương trình kết nối cung cầu giữa thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh thành và tinh hoa làng nghề và đặc sản vùng miền năm 2023 bộ khung trợ lực hỗ trợ chạy nước rút. Chào mừng quý vị đến với 24 giờ chuyển động của Đài Phát Thanh và truyền hình Tây Ninh. Mở đầu là cụm tin nóng với những thông tin về tình hình an ninh trật tự xảy ra trong 24 giờ qua. Tin nóng Thưa quý vị, Tổng cục Quản lý Thị trường cho biết, cơ quan chức năng vừa thực hiện kiểm tra các sản phẩm là lo Bluetooth mang thương hiệu nổi tiếng, rao bán trên một số nền tảng thương mại điện tử với ưu đại kịch sàng, Đội quản lý thị trường số 9, cục quản lý thị trường thành phố Hà Nội đã phối hợp với cơ quan công an bất ngờ kiểm tra một kho chứa hàng nằm khuất sâu trong ngõ 218 đường Lạc Long Quân, quận Tây Hồ. Tại đây, lực lượng chức năng phát hiện bên trong kho có rất nhiều thùng cạc tông và các bao tải dứa màu xanh cỡ lớn có chứa trữ hàng hóa. Kiểm tra thực tế, cơ quan quản lý thị trường phát hiện rất nhiều mặt hàng gồm tai nghe không dây và loa lưu tút của thương hiệu nổi tiếng cùng lượng lớn thẻ bảo hành chính hãng. Đây là những chiếc lo công nghệ Bluetooth đang được quảng cáo răng rộ trên mạng xã hội với mức giảm giá đến 70% so với hàng chính hãng ở nước ngoài. Những chiếc lo giả mạo này sau khi được dán nhãn sẽ được rao bán giảm giá khủng trên các trang mạng xã hội. Ngoài ra, lực lượng chức năng còn ghi nhận hàng loạt mặt hàng khác như đồng hồ thông minh, robot hút bụi, cùng lượng lớn tem, nhãn mát, vỏ hộp chứa sản phẩm và thẻ bảo hành các hàng khác nhau. Về nguồn gốc số hàng trên, chủ lô hàng khai nhận là hàng nhập lậu không có hóa đơn chứng từ. Kiểm đếm thực tế, đội quản lý thị trường số 9 đã thu giữ gần 10.000 sản phẩm có dấu hiệu vi phạm trị giá gần 4,4 tỷ đồng. Toàn bộ hàng hóa có dấu hiệu vi phạm đang được tiếp tục xác minh làm rõ các hành vi vi phạm. Ngày 20 tháng 12, Chi cục chăn nuôi và thú y tỉnh Đồng Nai cho biết đã phát hiện xử phạt 4 vụ vận chuyển mua bán sản phẩm gia súc gia cầm không đảm bảo vệ sinh thú y trên địa bàn với tổng trọng lượng gần 500 kg. Theo đó, đoàn kiểm tra liên ngành cho Chi cục chăn nuôi và thú y chủ trì phối hợp lực lượng quản lý thị trường, công an kinh tế đã lập chốt kiểm tra tại chợ Tam Hòa, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai qua kiểm tra tổ công tác phát hiện xử lý 4 vụ vận chuyển mua bán với tổng trọng lượng gần nửa tấn sản phẩm gia súc gia cầm không đảm bảo vệ sinh thú y. Qua đó xử phạt hành chính tổng số tiền gần 16,5 triệu đồng. Sáng ngày 20 tháng 12, Công an huyện Cam Lộ, tỉnh Quảng Trị Thông tin vừa phát hiện vụ vận chuyển mua bán trái phép động vật với số lượng lớn. Hiện Công an huyện Cam Lộ đã lập biên bản tịch thu toàn bộ tăng vật, phương tiện, tiến hành xác minh điều tra và phối hợp với cơ quan chức năng xử lý vụ việc. Cụ thể, sau quá trình theo dõi, ngày 19 tháng 12 tại km 13 500 quốc lộ 9 thuộc địa phận huyện Cam Lộ, lực lượng công an đã phát hiện yêu cầu dừng xe ô tô biển số 74F00159 do Bùi Bảo Long, sinh năm 1991, điều khiển theo hướng Lao Bảo, thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị. Qua kiểm tra, công an phát hiện ngoài chở chuối, trên xe còn có 6 cá thể tê tê thuộc nhóm 1B, động vật quý hiếm nguy cấp, trọng lượng khoảng 41,8 kg và hai bao chứa nhiều con rắn trọng lượng 19,6 kg. Tài xế không xuất trình được giấy tờ chứng minh nguồn gốc số động vật này. Công an xác định chủ số hàng trên là Bùi Thị Kim Cúc, sinh năm 1977, ngụ thị trấn Khe Sanh, huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị. Hiện vụ việc đang được điều tra mở rộng. Tiểu mục nóng trên mặt báo Tiểu mục nóng trên mặt báo ngày hôm nay sẽ bàn về câu chuyện không vui và không hay liên quan đến giáo dục làm dư luận bức xúc những ngày này. Mới đây, Ủy ban Nhân dân tỉnh Lào Cai thông tin về việc tạm đình chỉ công tác trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày 17 tháng 12 năm 2023 đối với Hiệu trưởng Trần Ngọc Hà của Trường Phổ thông Dân tộc Bán trú Tiểu học Hoàng Thu Phố 1, huyện Bắc Hà, do liên quan tới thông tin phản ánh về tình trạng bữa ăn bán trú của 178 học sinh không đảm bảo chất lượng, có dấu hiệu bị bớt sáng. Dù trên bản thực đơn và công khai tài chính có ghi rõ, mỗi học sinh bán trú được hưởng chế độ ăn sáng là một gói mì ăn liền và bột quả trứng. Thế nhưng, ngày mới nơi đây bắt đầu bằng việc 11 đứa trẻ ngoan ngoãn ngồi trên ghế quanh chiếc bàn inox với ánh mắt ngây thơ chỉ để chia nhau hai gói mì ăn liền nấu loãng chan với cơm. Bữa sáng không đủ theo định lượng, bữa trưa và bữa tối cũng chẳng khá hơn, khi mỗi mâm 11 người chỉ có một ít giò thái nhỏ cùng nồi canh. Chắc là vô tình thôi, hiệu trưởng làm sao quên được định mức chuẩn 14 kg thịt heo, 11 kg xương trong khẩu phần ăn ngày 14 tháng 11 do chính mình phê duyệt còn chưa kịp ráo mực. Theo quy định tài khoản 1 điều 5, nghị định 116 2016 ngày 18 tháng 7 năm 2016 của chính phủ quy định, chính sách hỗ trợ học sinh và trường phổ thông ở xã, thôn đặc biệt khó khăn. Học sinh thuộc đối tượng hưởng chính sách theo quy định. Tại nghị định này, được hỗ trợ tiền ăn, tiền nhà ở và gạo với mức hỗ trợ như sau. Mức lương cơ sở áp dụng từ ngày 1 tháng 7 năm 2023 là 1,8 triệu đồng một tháng. Hỗ trợ tiền ăn, mỗi học sinh được hỗ trợ mỗi tháng bằng 40% mức lương cơ sở và được hưởng không quá 9 tháng trên năm học trên học sinh. Hỗ trợ tiền nhà ở. Đối với học sinh phải tự túc chỗ ở do nhà trường không thể bố trí ở bán trú trong trường, mỗi tháng được hỗ trợ bằng 10% mức lương cơ sở và được hưởng không quá 9 tháng trên năm học một học sinh. Hỗ trợ gạo, mỗi học sinh được hỗ trợ mỗi tháng 15 kg gạo và được hưởng không quá 9 tháng trên năm học trên một học sinh. Thực tế, hàng tháng bộ phận kế toán trường Hoàng Thu Phố 1 nhận hơn 125 triệu đồng để tổ chức bữa ăn bán trú. Nhưng số tiền này được sử dụng ra sao thì chỉ có bàn giám hiệu biết. Trước đó, tại tỉnh miền núi Hà Giang cũng xảy ra chủ diệt tương tự, buộc Ủy ban nhân dân huyện Yên Minh phải tạm đình chỉ công tác đối với bà Đồng Thị N, hiệu trưởng trường mầm non Bạch Đích theo các phụ huynh bắt đầu từ năm học mới học sinh tại trường được hỗ trợ 160.000 đồng một tháng tuy nhiên nhà trường yêu cầu phụ huynh nộp 10.000 đồng một ngày và 2,5 kg gạo một tháng mà không sử dụng số tiền được chính phủ hỗ trợ trường này còn tự ý chi vào các khoản chi khác không qua hợp phụ huynh không minh bạch trong thu chi Thưa quý vị, ngay giữa thủ đô, hãng Dư Cười vẫn nhớ suất ăn bán trú có giá 32.000 đồng tại trường trung học cơ sở Yên Nghĩa, quận Hà Đông. Nhưng thực tế, chỉ một miếng giò mỏng và nhỏ, một ít khoai tây, vài ba miếng cá chiên giòn, leo teo vài sợi giá, khiến phụ huynh ngắn ngẩm, bức xúc đưa lên mạng xã hội. Chẳng cần tốn thời gian, công sức và tiền bạc để mời chuyên gia dinh dưỡng hay cán bộ y tế học đường kiểm nghiệm, thẩm định làm gì những gì hiện ra trước mắt chúng ta là sự yếu kém buồn lỏng quản lý, sự tham lam vô độ hay sự vô tâm có chủ đích của một nhóm người. Nếu không có báo chí phản ánh, không có phụ huynh học sinh hay có một cá nhân nào đó bất chấp hiểm huy để tìm cho bằng được chân tơ kẻ tóc sự thật về thứ gọi là xuất ăn học đường, thì thử hỏi vấn đạn này còn bao nhiêu đất để diễn và kéo dài bao lâu nữa. Thực trạng đau xót này vẫn luôn có tính thời sự. Điều khiến dư luận thắc mắc là tại sao người thật việc thật báo chí phản ánh khách quan sự việc rõ ràng như vậy mà cứ phải mở hoạt đơn nếu có ở trong các văn bản chỉ đạo điều tra xác minh giải quyết vụ việc. Chúng ta cần nhìn thẳng sự thật, tìm đến tận nguyên nhân gốc rễ của vấn đề và có giải pháp xử lý rốt ráo, chứ không thể mãi chỉ lý giải bằng những lý do như căn cứ hợp đồng ký bên cung cấp thức ăn, đại diện cán bộ nhà trường và đại diện phụ huynh học sinh kiểm tra giám sát bởi vấn đề này hàng ngày hàng giờ có liên quan trực tiếp mật thiết tới sự phát triển toàn diện của những mầm non tương lai đất nước. Đồng bào dân tộc miền núi, đặc biệt là các em học sinh vùng cao luôn là đối tượng được Đảng nhà nước quan tâm và dành nhiều chính sách ưu đãi. Đa phần đã quen với thiếu thốn, đói khổ nên bữa sáng vẫn diễn ra ngon lành dù bị cắt bớt khẩu phần. Trên lý thuyết, các em chính là những đối tượng thụ hưởng trực tiếp nhưng các em còn quá nhỏ để thấu hiểu và có thể lên tiếng còn người lớn chúng ta thì vẫn cứ chung trình với văn hóa rút kinh nghiệm rồi thì đủ thứ giải trình dừng đến đây thì nội dung này xin được khép lại tiếp tục chuyển động với chương trình ngày hôm nay là thông tin về đời sống xã hội dân sinh đáng chú ý tiểu mục đông tây chuyển động Thưa quý vị, sáng ngày 21 tháng 12, tại nhà thi đấu thể dục thể thao Phú Thọ, quận 11, thành phố Hồ Chí Minh, Bộ Công Thương, Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh tổ chức lễ khai mạc chương trình kết nối cung cầu hàng hóa giữa thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh thành năm 2023 và chương trình Tinh hoa làng nghề và đặc sản vùng miền năm 2023. Chương trình nhằm góp phần tăng cường quan hệ thương mại và quảng bá giới thiệu hình ảnh du lịch của tỉnh Tây Ninh đến với các tỉnh thành phố trong cả nước nói chung, giữa tỉnh Tây Ninh và thành phố Hồ Chí Minh nói riêng. Đặc biệt đây là cơ hội cho các đơn vị và doanh nghiệp địa phương tiếp cận các đối tác thương mại để mạnh kết nối, nắm bắt xu thế kinh doanh mới đến tham dự lễ khai mạc hội nghị kết nối cung cầu giữa thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh thành năm 2023 có ông Nguyễn Văn Dũng, thành ủy viên, phó chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh, bà Phạm Thị Thắng, thứ trưởng Bộ Công Thương. Về phía đại diện lãnh đạo tỉnh Tây Ninh có ông Trương Tấn Đạt, phó giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Tây Ninh, ông Huỳnh Đăng Khoa, phó giám đốc Sở Công Thương tỉnh Tây Ninh, ông Nguyễn Nam Giang, phó giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Tây Ninh. Phát biểu tại buổi lễ, ông Nguyễn Văn Dũng, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố đề nghị Sở Công Thương tiếp tục phối hợp chặt chẽ Sở Công Thương các địa phương tiếp tục chủ động tích cực đề xuất các giải pháp nâng cao hiệu quả thực hiện chương trình, trọng tâm là xây dựng chuỗi cung ứng bền vững bắt đầu từ tín hiệu thị trường. Năm 2023 là năm cao điểm thành phố Hồ Chí Minh đẩy mạnh liên kết vùng. Thành phố đã tổ chức tổng kết và ký hợp tác phát triển kinh tế xã hội với 38 tỉnh thành thuộc 5 vùng kinh tế trên cả nước. Trong đó, chương trình Kết nối cung cầu là một hoạt động cấp vùng nhằm cụ thể hóa cam kết của lãnh đạo thành phố Hồ Chí Minh. Đây là hoạt động kết nối hai chiều, không chỉ hỗ trợ các địa phương tiêu thụ sản phẩm mà còn bổ sung nguồn hàng bình ổn thị trường, đáp ứng nhu cầu đa dạng của người tiêu dùng, đưa đặc sản vùng miền đến với người tiêu dùng thành phố Hồ Chí Minh, nhất là các dịp lễ Tết. Hội nghị kết nối cung cầu năm nay thực hiện trong đợt cao điểm kích cầu tiêu dùng của thành phố Hồ Chí Minh có sự kết hợp đồng bộ triển khai đồng loạt, tập trung nhiều hoạt động như tinh hoa làng nghề và đặc sản vùng miền năm 2023, hỗ trợ xúc tiến tiêu dùng. Kỳ vọng kích cầu tiêu dùng nhân dịp cuối năm và Tết Giáp Thình 2024, chương trình kết nối cung cầu hàng hóa giữa thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh thành phố năm 2023 và chương trình Tinh hoa làng nghề và đặc sản vùng biển năm 2023 được diễn ra từ ngày 21 tháng 12 và kết thúc ngày 24 tháng 12 năm 2023. Chuyển sang thông tin đáng chú ý khác, thưa quý vị, đám cưới kết hợp với du lịch hay còn gọi là du lịch cưới là hình thức cô dâu chú rể chọn tổ chức hôn lễ tại một địa phương hoặc một quốc gia khác Xác định đây là phân khúc thị trường quan trọng tiềm năng, ngành du lịch Đà Nẵng đang nỗ lực để phát triển thành phố trở thành điểm đến du lịch cưới hấp dẫn. Dựa trên lợi thế tiềm năng của thành phố Đà Nẵng về cảnh quan thiên nhiên, cơ sở hạ tầng, vị trí giao thông, một số đơn vị đã đẩy mạnh quảng bá sản phẩm du lịch cưới, nhưng điều quan trọng được đặt ra là làm sao để gắn kết cộng đồng doanh nghiệp, phát triển hệ sinh thái dịch vụ và tạo dựng thương hiệu điểm đến cưới Đà Nẵng. Trong năm 2022, Đà Nẵng đã tiếp đón hơn 20 cặp cô dâu chú rể cùng khách mời lưu trú, tổ chức hôn lễ bao gồm cả du khách Việt Nam và nước ngoài, ông Rachakasin, giám đốc kinh doanh và tiếp thị Furama Resort cho biết. Để thu hút được thị trường khách cưới thì đơn vị chúng tôi đã tham gia truyền thông quảng bá trong nước cũng như quốc tế, nhất là những thị trường tiềm năng như Ấn Độ về sản phẩm du lịch cưới những lợi thế tiềm năng của chúng tôi cũng như của Đà Nẵng. Vừa qua, ngành du lịch thành phố đã bàn giải pháp cho vấn đề này tại tòa đàm về thực trạng và giải pháp phát triển du lịch cưới thành phố Đà Nẵng. Tại đây, thành phố cũng đã công bố thông điệp Đà Nẵng nơi khởi nguồn hạnh phúc trong kế hoạch truyền thông tiếp thị cho điểm đến cưới Đà Nẵng giai đoạn 2024-2025. Đây được xem như bước khởi đầu cho chuỗi kế hoạch đánh thức tiềm năng du lịch cưới của Đà Nẵng trong thời gian tới. Bà Nguyễn Thị Hoài An, giám đốc Trung tâm xúc tiến du lịch thành phố Đà Nẵng thông tin. Theo tôi đánh giá đây là một cái ngành du lịch mà nó um, sẽ mang đến nhiều lợi thế, nhiều cái um, tiềm năng cho thành phố Đà Nẵng trong câu chuyện là đa dạng hóa thị trường. Đối với khách quốc tế, Đà Nẵng xác định hai thị trường khách cưới tiềm năng là Ấn Độ và Đông Bắc Á bao gồm Trung Quốc, Hàn Quốc, Nhật Bản. Đây là những thị trường có nhu cầu tổ chức cưới ở nước ngoài cao, đặc biệt là thị trường Ấn Độ, một trong những quốc gia nổi tiếng với các đám cưới du lịch xa hoa. Dự kiến trong 2 tháng đầu năm 2024 có 6 đám cưới Ấn Độ sẽ được tổ chức tại Đà Nẵng. Thành phố sẽ tiếp tục đẩy mạnh việc xúc tiến quảng bá ở những thị trường tiềm năng. Bên cạnh đó, nhiều đường bay quốc tế trực tiếp đến Đà Nẵng được mở cũng sẽ đem lại cơ hội lớn cho thành phố trong việc phát triển thị trường du lịch cưới. Trong những ngày gần cuối tháng 12 năm 2023, đợt rét đầu tiên của mùa đông tràn về khu du lịch quốc gia Sapa của tỉnh Lào Cai, khiến nhiệt độ giảm xuống dưới 10 độ C. Nhiều du khách đến Sapa dịp này bày tỏ sự thích thú vì được trải nghiệm sương bù dày đặc và thời tiết rét ngọt đầu mùa đông. Anh Lê Văn Xuân và nhóm bạn Hà Nội lên Sapa du lịch từ vài ngày trước khi mà thời tiết ở Sapa còn những tia nắng vàng rực rỡ và trời thu hơi xe lạnh chỉ sau một đêm thời tiết sapa đã chuyển sang đông mặc dù đã lên sapa nhiều lần nhưng lần này cái lạnh của sapa rất khác hàng năm khi bước vào mùa đông nhiệt độ xuống thấp thường có băng giá tuyết xuất hiện do vậy khá đông du khách nắng lại trong khu du lịch để trải nghiệm thời tiết đặc trưng của vùng cao sapa Bên cạnh đó, để chủ động phòng chống rét cho gia súc, các cơ quan chuyên môn và các xã phường của thị xã Sa đã chủ động tiên truyền cho bà con nông dân, chủ động che chắn chuồng nuôi, dự trữ thức ăn cho gia súc và không chăn thả gia súc khi nhiệt độ xuống thấp. Dự báo đợt không khí lạnh trong thời gian tới sẽ còn kéo dài trong những ngày kế tiếp. Nhiệt độ trong khu vực Sa sẽ còn tiếp tục giảm xuống chỉ còn 3 độ C, có thể xảy ra băng giá trong khu vực đỉnh đèo Ô Quy Hồ và đỉnh Phan Xì Bằng. Thưa quý vị, dịp Giáng sinh 2023 này, Viện Hải dương học tại Khánh Hòa đã tổ chức chương trình Ông già Noel biểu diễn dưới nước phục vụ người dân và du khách đến tham quan bảo tàng. Trước đó, chiều ngày 19 tháng 12, chương trình Ông già Noel biểu diễn dưới nước nhân dịp Giáng sinh 2023 tại Bảo tàng Hải dương thuộc Học viện Hải dương học chính thức bắt đầu. Chương trình thu hút khá đông người dân và du khách đến xem biểu diễn, giao lưu cùng các nhân vật Bà Nguyễn Hà Anh, chuyên viên phòng thông tin và truyền thông diện Hải Dương Học cho biết, tiếp nối thành công của chương trình búa lân dưới nước dịp trung thu vừa qua, đội ngũ của Bảo tàng Hải Dương Học đã nghĩ ra ý tưởng để làm chương trình nhân dịp Giáng sinh. Hoạt động được tổ chức nhân dịp Noel dành cho các cháu thiếu nhi cũng như người dân, du khách đến tham quan và giao lưu tại bảo tàng. Tại đây, du khách sẽ có những kỷ niệm đáng nhớ, những trải nghiệm thú vị mới lạ khi lần đầu tiên thấy ông già Noel tuần lộc người tuyết dưới nước. Theo bà Hà Anh, để thực hiện chương trình, đội ngũ các thợ lặn của bảo tàng đã phải thực hiện trong một tháng qua. Những bộ trang phục ông già Noel, tuần lộc hay người tuyết mặc ở trên cạn cũng đã khó khăn, nên để có thể mặc được dưới nước, các kỹ thuật viên phải chỉnh sửa lại cho phù hợp. Đồng thời thực hiện tập luyện ở dưới nước các động tác như múa, thả tim, nhảy, giao lưu cùng khán giả để tăng thêm tương tác với du khách. Chương trình sẽ diễn ra trong vòng một tuần, từ ngày 19 đến 25 tháng 12, trong đó từ ngày 19 đến ngày 22 tháng 12, chương trình sẽ diễn ra vào buổi chiều từ 15 đến 16 giờ, và từ 23 đến 25 tháng 12 sẽ diễn ra từ 9 giờ đến 10 giờ sáng. Chương trình mỗi ngày sẽ diễn ra trong vòng một tiếng đồng hồ. Trong bệ kính, những người thở lặng trong bộ trang phục của ông già Noel, tuần lộc, người tuyết, đeo bình dưỡng khí, quấn chì vào bụng và lặng khắp bệ kính cùng đàn cá. Bên cạnh đó, các nhân vật này còn thực hiện các động tác giao lưu cùng khán giả đang theo dõi chương trình. Đông đảo du khách đến đây đều vô cùng thích thú với màn trình diễn dưới nước này. Tin Thế Giới gây chú ý với một thông tin đáng kinh ngạc về robot. Các nhà khoa học thị sĩ đã thực hiện kỹ thuật quét laser và in 3D để tạo ra bàn tay robot mô phỏng tay người. Điều đặc biệt là bàn tay có đầy đủ cấu trúc xương, dây chằng và gân. Một bàn tay robot được thực hiện bằng công nghệ in 3D. Công nghệ in 3D tiên tiến được sử dụng để in rời các bộ phận như dây chằng, gân và xương từ các vật liệu với độ đan hồi và độ mềm giống như thật. Sau đó lắp ráp chúng lại tạo ra một bàn tay với cấu trúc sinh học chính xác. Mô hình này được điều khiển bằng động cơ và có gắn cảm biến ở các đầu ngón tay, giúp nó cử động một cách tự nhiên và linh hoạt. Trong thời gian tới, nhóm nghiên cứu sẽ khám phá những khả năng tiếp theo và cải tiến công nghệ cho cấu trúc và ứng dụng phức tạp hơn. Bộ khung trợ lực không còn quá xa lạ với chúng ta khi sản phẩm công nghệ này đã được ứng dụng nhiều trong lĩnh vực hỗ trợ người khuyết tật. Tuy nhiên, hiện không có nhiều bộ khung trợ lực giúp con người chạy nhanh hơn, nhất là thiết bị có trọng lượng nhẹ như phát minh gần đây của các nhà nghiên cứu Hàn Quốc. Bộ khung trợ lực nặng khoảng 2,5 kg do nhóm nghiên cứu thuộc trường đại học Trung An của Hàn Quốc phát triển có thể giúp một người chạy nước rút 200 m nhanh hơn 0,97 giây so với khi không đeo thiết bị. Con số này thoạt nghe thì không nhiều, nhưng trên thực tế, đây là mức chênh lệch khá đáng kể trong một cuộc chạy đua nước rút. Bộ khung trợ lực có thiết kế tối giản này gồm thiết bị đeo chai cung cấp năng lượng cho các dây cáp kết nối vào hai bên đùi người chạy. Các dây cáp hỗ trợ kéo nhanh chân sau về phía trước, sau đó cải thiện tốc độ di chuyển. Trọng lượng ban đầu của bộ khung trợ lực là gần 4 kg rưỡi, nhưng nhóm nghiên cứu đã cải tiến để giảm được khoảng 2 kg. Họ dự kiến sẽ tiếp tục thử nghiệm sản phẩm với các dẫn động chiên chạy nước rút chuyên nghiệp. Trong phần tiếp theo của 24 giờ chuyển động, cứu tài xế kẹt trong cabin biến dạng sau tai nạn gần hầm hải dân. Tiểu mục chuyện ngày mới, lạc ở đáy sông, mùa diễn mới đầy cảm xúc tại sân khấu Hoàng Thái Thành. Tiểu mục Cà phê không đường. Tiểu mục Cà phê không đường sẽ tiếp tục chương trình với một vấn đề đáng quan tâm về sức khỏe trẻ em. Thưa quý vị, theo các chuyên gia ung bướu, các bệnh lý về ung thư và ung bướu ở trẻ em thường phát hiện muộn, bệnh đã tiến triển giai đoạn xấu nên việc điều trị là vô cùng khó khăn, thậm chí là tử vong rất nhanh. Câu chuyện được phản ánh qua phóng sự ghi nhận sau đây. 5 năm trước Người cha của em Đào Hồng Đạt mất vì ung thư được 3 tháng. Em tiếp tục được chẩn đoán mắc bệnh ung thư máu giai đoạn 1. Trải qua 5 năm điều trị, đặt hy vọng vào một ngày nào đó có thể khỏe mạnh như bao bạn đồng trang lứa. Em Đào Hồng Đạt, bệnh nhi, nói. Dạ, thì con đau, con xin cô nè, nó à. coi cho con đi sinh về, con lên viện con đau cái bụng nên con đi học cũng được thì con xin cô xong rồi thì cô cho con thì con phải về về nói mẹ con à con lại lên viện đang đau á rồi chứ con đâu có biết sao đâu mẹ bệnh nhi đào hồng đạt bày tỏ chơi giờ không tin thì trước mắt nó cũng nói như vậy rồi bây giờ em chỉ mong sao mà con nó nó vô thuốc nó hợp thuốc nó chịu và nó sống với em cũng trong hoàn cảnh trớ trêu của số phận bệnh nhi 9 tuổi này sinh ra cơ thể khỏe mạnh nhưng em bất ngờ bị một khối u não chèn ép khiến bệnh tình ngày càng chuyển biến nặng nặng tới mức nhiều khi em cũng không nhận ra mẹ mình là ai. Chị Lê Thị Trúc Nhi, tỉnh Vĩnh Long xúc động cho biết. Phát hiện muộn, cái lúc đó đi chụp gai lên là bác sĩ Nhi Đồng nói sao mà lên chảy quá, cái lúc đó mình đâu có hay. Nó không có triệu chứng, hả nó triệu chứng thì mình biết đường. Là lúc đó em hết biết gì luôn, bác nói là em không biết đường luôn, không biết đường luôn. Là từ ở trên gần thôi em chạy xe về là em cứ chạy thôi, còn nước mắt cứ tuôn hoài luôn chạy cứ chạy giữa mà lộ mà xe tải thằng sao bốc kèn mà mình không có hay luôn á đang chở con đi với nội đi mình không muốn tên là con mình vậy. gì trẻ em khác với người lớn ung thư nhi thường được phát hiện khi đang ác tính nhưng lại dễ đáp ứng với hóa trị tiêu diệt bệnh ung thư chính vì ác tính nên diễn tiến rất nhanh có thể di căn đồng thời trong quá trình điều trị tác dụng phụ của các thuốc là rất lớn cơ thể bé đa phần non nớt chưa hoàn chỉnh rất dễ bị tổn thương cả về thể chất lẫn tinh thần bác sĩ Nguyễn Kỳ Vĩnh Thọ khoa Nhi Bệnh viện Ung bướu Thành phố Hồ Chí Minh thông tin thì khi mà nó chưa có hoàn chỉnh như vậy nó chưa hoàn chỉnh về mặt sức khỏe sinh lý về mặt sức khỏe tâm lý thì có thể nó sẽ dễ bị tổn thương dễ vậy bị tổn thương ví dụ như nếu tổn thương mặt sinh lý là bé có thể sẽ dễ giảm máu giảm cả ba dòng máu và đối với nhi là đặc biệt là sẽ giảm rất nhiều cái hai mặt tâm lý tâm lý ví dụ như nếu trong quá trình mà điều trị nếu bé mình nếu nó nhìn thấy cái bé khác mình nó chuyển biến nặng và có thậm chí có thể là mất cũng theo các chuyên gia, hiện nay số lượng bệnh nhi mắc ương bú tăng nhanh theo mỗi năm. Minh chứng là các bệnh viện tuyến cuối như Nhi đồng 1, Nhi đồng 2, Nhi đồng thành phố đều lần lượt thành lập các chuyên khoa ung thư, ung bú với trang thiết bị hiện đại để điều trị cho các bệnh nhi. Tin nóng. Tiếp theo chương trình là phần tin nóng, mời quý vị tiếp tục theo dõi sáng 20 tháng 12, đội cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an quận Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng cho biết vừa cứu thành công tài xế mắc kẹt trong cabin xe sau tai nạn giao thông. Vụ tai nạn xảy ra tại km 14 tuyến đường tránh Nam Hải Chân giữa xe tải chở hàng mang biển kiểm soát 29KT00130 và xe cẩu mang biển kiểm soát 36H06569 chạy ngược chiều nhau dù va chạm khiến hai đầu xe biến dạng, bốn người trên hai xe ô tô đều bị thương, trong đó có một tài xế xe cẩu bị mắc kẹt trong cabin. Nhận được tin báo, đội cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an quận Liên Chiểu phối hợp đội cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an thành phố Đà Nẵng sử dụng thiết bị chuyên dụng tiến hành cắt phần cabin để đưa tài xế ra ngoài chuyển diện cấp cứu. Vụ tai nạn gây ủng tắc giao thông cục bộ trên tuyến đường tránh Nam Hải Dân các lực lượng chức năng đã có mặt để phối hợp điều phối giao thông. Ngày 20 tháng 12, đồn biên phòng Trịnh Tường, Bộ đội biên phòng tỉnh Lào Cai đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự mua bán người xảy ra vào các tháng 8, tháng 9 năm 2022 tại xã Trịnh Tường, huyện Bát Sát, tỉnh Lào Cai bằng các thủ đoạn tuyển người đi lao động ở các quán bar, nhà hàng, khách sạn ở trong nước và nước ngoài lương cao. Sau đó, lợi dụng người lao động không biết đường đi và tính chất công việc, các đối tượng đã lừa đưa được nhiều người, tổ chức đưa trái phép sang Lào và trao cho một nhóm người Trung Quốc đưa vào đặc khu kinh tế Tam Giác Vàng thuộc tỉnh Bò Lào, khống chế, ép buộc, cưỡng bức người lao động. Sau quá trình làm việc, Tẩn Ông Cao, sinh năm 1993, trú tỉnh Lào Cai đã khai nhận là chủ mưu cầm đầu câu kết với các đối tượng người nước ngoài. Cùng với các đối tượng Lý Láo Sang sinh năm 2000 và Lý A Hồng sinh năm 2003 đưa được 5 nạn nhân để nhận tiền và lợi ích vật chất khác, trong đó có nạn nhân S.A.L, tên độc tác, bị đánh đập trong 5 ngày, sau đó bị quay video gửi về gia đình đòi 450 triệu đồng tiền chuộng. Trong thời gian điều tra nhận thức được hành vi của mình là sai, vi phạm pháp luật, nên các đối tượng trên đã tự nguyện đầu thú, khai nhận hành vi phạm tội của bản thân để mong được hưởng khoan hồng của pháp luật. Tiểu mục chuyện ngày mới Thưa quý vị, qua 13 năm cắn bó với khán giả, sân khấu kịch Hoàng Thái Thanh đã trở thành một thương hiệu kịch nói của thành phố Hồ Chí Minh. Lần này, những tâm hồn yêu nghệ thuật tiếp tục được thỏa mãn niềm đam mê kịch sân khấu khi nơi đây đã sáng đèn giúp buổi diễn tiếp theo bằng chở diễn lạc ở đáy sông. Mọi ánh đèn sáng bật lên là một câu chuyện mới, hành trình dấn thân vào những gốc khuất tâm lý và những oan khiên chìm nổi của đời người. Trong tiểu mục chuyện nghề mới hôm nay, mời quý vị cùng tìm hiểu về hành trình tìm kiếm những giọt nước mắt, tiếng cười và nỗi buồn hoang quyền, nơi cảm xúc không chỉ được thể hiện mà còn được sẻ chia. Giở diễn Lạc ở đáy sông đã chạm đến nỗi đau phận người bên chuồng quê sông nước yên bình. Một lần nữa, sân khấu Hoàng Thái Thanh đã cho thấy Thế Mạnh chàng dựng một tác phẩm chính kịch được đầu tư chỉnh chu và tâm quyết, kỳ dẫn trung thành với chủ đề cách kể chuyện mang màu tâm lý về thân phận con người và tình yêu trắc trở đạo diễn ái như cho biết tôi chỉ muốn gửi đến khán giả một câu chuyện tình yêu bởi vì đó là uh, cái thế mạnh của thanh với dòng tâm lý xã hội những cái phận người thì uh, ở đó với những thân phận đó Khi này thì chúng tôi kể một cái câu chuyện ở trên sông và rất mong là được khán giả đón nhận Giở diễn kể lại câu chuyện về người đàn ông tư bờ Suốt cả đời đi tìm xác của người vợ tên lụa của mình trên sông Suốt mười mấy năm trời, nỗi ám ảnh và cháy chức Vì để vợ trầm mình xuống dòng sông Trở thành niềm mặc cảm và khôn ngôi trong lòng ông Và câu chuyện tình yêu của Kim Khánh Cô sinh viên báo chí đem lòng yêu anh Hào tiền bối cùng Khoa vượt qua bao mặt cảm về môn đăng hộ đối, cả hai dành cho nhau tình cảm nồng nàn. Cho đến một ngày tình yêu của họ đứng trên bờ vực tan rã, khi phát hiện ra sự thật đã bị chùi lắp trong chính gia đình mình và những tội lỗi của quá khứ lần lượt được dán màn. Liệu có bình yên nào cho những trái tim đã chấp đầy mạnh giá? Nghệ sĩ Tuyết Thu nói: thành giống như là cái mùi nhà. cho tới nay uh, từng vỡ diễn trôi qua và mỗi một nhân vật qua đi ấy, thì nó cũng là uh, giống như là một cái tấm lòng của mình uh, dành cho khán giả dành cho sân khấu và đặc biệt nữa là cái cảm xúc rất là hồ hởi rất là vui bởi vì đây là cái mùa để mà sân khấu chọn thể thay giới thiệu với khán giả những cái vở kịch mà mình diễn tết uh, để mình được hòa uh, cùng với không khí tết cùng uh, ăn Tết được chúc Tết với khán giả trong những cái mùa, trong những cái ngày Tết như thế này thì cái điều đó rất là phấn khởi và rất là hạnh phúc. Nghệ sĩ Phương Trâm cho hay. Có thể nói là cũng gần 3 năm rồi thì Phương Trâm hình như là không có tham gia một vở mới nào của sân khấu Hoàng Thái Thanh. Bởi vậy khi mà mình được vào một vai mà nó lại hay như vậy nữa thì mình cảm thấy rất là sung sướng. À, mình cảm thấy là mình lại được tiếp thêm nửa nghề và mình sẽ được học hỏi rất rất là nhiều kinh nghiệm, cũng như là về cách sản xuất từ các thầy cô cũng như là các anh chị. Nghệ sĩ Bá Phong cho biết. Mình không có nên vì những cái phù phiếm và những cái vật chất bên ngoài mà đánh đổi đi cái tình yêu thương, tình nghĩa mà con người gửi gắn suốt bao nhiêu năm nay. Bởi vì tình yêu và tình nghĩa đó là những cái giá trị trân trọng nhất. Nghệ sĩ Phi Long chia sẻ. Mình hãy sống với nhau thật là tử tế, thật là ấm áp giữa con người với con người. Bởi vì cái sự tử tế nó sẽ theo một trục tồn. Hương vị đặc trưng của sân khấu Hoàng Thái Thanh là chồng kịch tâm lý xã hội với những câu chuyện về mảnh đời trắc trở, đưa khán giả đi qua từng cung bậc cảm xúc, cùng họ cười, cùng họ khóc, thậm chí là chở hòa trong niềm thương cảm, vừa thương vừa giận cho số phận nhân vật. Nhưng cũng không thiếu đi những giây phút lặng người khiến người ta phải suy tư và trăn trở có thể thấy bóng dáng những tâm tư của mình đâu đó. Có thể nói, để khán giả có thể cảm, có thể xúc động rơi nước mắt, người diễn viên cũng phải chắc ốc, cũng phải đau với nỗi đau xé và sống trong niềm suy tư của nhân vật. Trước buổi công diễn, không ít khán giả đã chờ đón và đến từ rất sớm để thưởng thức vở diễn. Các khán giả đã bày tỏ rất là vui mừng khi mà sân khấu kịch của mình vẫn được sáng đèn à, sau khi xem cái vở kịch à, ngày hôm nay thì cô rất là thích bởi vì à, những cái cảm xúc ở trong cái vở kịch này đã làm cho mình liên tục liên tục nó không có bị ngắt quãng cái thứ nhất chứ thứ hai là đem cho người đem cuối cùng là cho mình một cái kết rất là có hậu và cái dàn à, dựng sân khấu cũng như là cái, à, cái tay biên kịch những cái nghề những cái à, À, cách đạo diễn sân khấu cũng như là biên kịch đó luôn làm cho đi vào lòng của khán giả và những cái cảm xúc nó xen kẽ lẫn nhau, rất buồn vui, giận hờn nó đầy đủ trong đây hết. tôi rất là thường xuyên đến đây xem kịch ở đây. Cô cũng mong muốn là cái kịch nói sân khấu của mình nó truyền đạt đến cảm hứng cho nhiều cái thế hệ trẻ và đến được nhiều khán giả hơn từ những dở diễn của mùa trước như trả lại ly thia đến lạc ở đáy sông lần này tôn chỉ của sân khấu kịch hoàng thái thanh luôn khiến khán giả đến xem cảm thấy cuộc đời này đáng sống thêm trân quý những hạnh phúc giản đơn mà mình đang có cũng như có niềm tin vào một tương lai tươi sáng khi từng nỗi niềm đều mang đậm tính nhân văn lạc ở đáy sông là tác phẩm nghệ thuật chạm đến trái tim của khán giả từng chàng cảnh đi qua như những viên gạch xây đắp và kết nối tình yêu thương lòng nhân ái giữa con người với con người hy vọng rằng đôi cánh chuồn chuồn hoàng thái thanh vẫn luôn miệt mài bay cao bay xa tiếp tục gieo bao yêu thương và sự thích thú cho khán giả yêu mến sân khấu Thưa quý vị, sự trang đầy cảm xúc sau khi xem vở diễn mới lạc ở đáy sông ở sân khấu kịch Hoàng Thái Thanh, những người nghệ sĩ đã hóa thân vào nhân vật và dẫn dắt câu chuyện rất đời. Nhân vật tư bờ suốt mười mấy năm lên đênh trên sông tìm sát người vợ tên lùa bị dòng nước cuốn đi biệt tâm. Suốt thời gian đó, ông vớt không biết bao nhiêu thi thể trôi dạt, nhưng vợ ông vẫn bóng chim tâm cá. Cho đến một ngày, tưởng như đã tìm được lụa, từ bờ lại phát hiện ra một sự thật kinh hoàng. Và cái kết sẽ được giải mã khi quý vị đến xem vở diễn thật ấn tượng này. Sân khấu kịch Hoàng Thái Thanh là một trong những sân khấu được đánh giá cao về mặt nhân văn, giá trị nghệ thuật và chất lượng biểu diễn tại Việt Nam. Những tác phẩm của sân khấu kịch Hoàng Thái Thanh xoay quanh thân phận con người, tình yêu và xã hội đã sụi ấm tâm hồn của bao người xem mong rằng trong thời gian tới sân khấu kịch hoàng thế thanh sẽ có thêm nhiều vở diễn mới hay và đặc sắc để gửi đến quý vị khán giả và thưa quý vị câu chuyện ý nghĩa này cũng đã khép lại thời lượng của chương trình 24 giờ chuyển động hôm nay một lần nữa thúy vi và như thảo xin chân thành cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi và đồng hành cùng chương trình còn bây giờ chúng tôi xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại